Hãy xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau bước vào video phát tiếp theo. Chúng ta bước vào câu số 1 luôn nữa nhé. Ok. Hãy. Ashita yuki ga furu kara kaisa ni ii Hãy. Đâu như là gì nhỉ? Cô nát tề mộ. Như thế nào? Hãy. Ngày mai tuyết rơi đấy. nó Ngày mai chỉ có tuyết Nên là gì cũng không cần phải đến công ty đâu. Kaisa ni cô nát thế nào? Hãy. Nhớ đọc từ cư đự này khi mà chia về dạng à, phủ định thì sẽ là cô này để thế nào và chúng ta có một mẫu câu là gì nhỉ nakute đúng không không cần làm cái điều gì đó đúng không ikanakute ii desu yo benkyou shinakute ii desu yo oboenakute ii desu yo được chưa tabenakute ii desu yo nomanakute ii desu yo được chưa hay không làm gì cũng được ok thế nào hay chúng ta chuyển sang câu tiếp theo hay câu tiếp theo minh tokyo ni có tòa ừ ừ cái mùa này hay đáp án chúng ta là gì nhá ít đúng không chúng ta có một mẫu câu là động từ dạng V tạ cộng với Kotogaru tổ đã bao giờ làm gì đó chưa đã từng chưa đúng không hay, trong câu này là gì nhỉ minh à anh đã đi tokyo bao giờ chưa đúng không minh trả lời là ừ uh, chưa chưa đi lần nào ít cái mùa này hay là trong sơ cấp trong Vina thì người ta sẽ nói là gì nhỉ ít chí mùa này

Ok, đáp án chuẩn chúng ta là gì nhỉ? Ski đất Đúng không? Nên như thế nào? Ô, cái này dễ thương thế. Ừ. Nếu thích cái này thì tôi sẽ mua cho. Được chưa nào? Nếu thích cái này thì ví dụ mẹ nói với con nhưng phải mẹ nói với con được. cũng đây là ski đất ta Được chưa? Ở đây các bạn thấy là gì? Ở đây là tính từ đôi na ski là tính từ đôi na nên nó phải chia là đất da. Danh từ thì cũng là đất da đúng không? Nihonjin đất ta Đúng không? Đúng không? ski đắt thì dùng đắt tada nhớ chưa ok hay vậy là uh, video ngày hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây rồi bye bye hẹn gặp lại các bạn